Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì nhiều bạn đang rất là thắc mắc xem là năm 2023 của mình có được cái tuổi làm nhà hay không. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý các bạn 10 cái tuổi làm nhà tốt nhất cho nam giới và nữ giới làm nhà trong năm 2023 nha quý các bạn nhé. Thì các bạn nào mà đang xem video thì quý các bạn có thể là nắm bắt được để chuẩn bị kiến thiết cho mình một cái công trình là nó vừa đẹp vừa chuẩn và chất lượng như quý các bạn. Thì trước khi đi vào video lần này, lần đầu tiên các bạn đến với kênh Kiến trúc HCG thì các bạn hãy vào cái phần video của bên mình. Sau đó thì các bạn hãy xem tất cả những cái video rất là hay liên quan đến cách bố trí các cái phòng công năng hay là liên quan đến thi công để cho các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Tất cả các cái video của bên mình đều chia sẻ có phần mềm 3D rất rõ ràng. Tất cả các cái video của bên mình thì đều chia sẻ tất cả bằng các cái phần mềm 3D thiết kế của bên mình rất rõ ràng cho quý vị các bạn như thế này, để quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và hiểu được như quý vị các bạn nhé. Cực kỳ dễ, các bác thợ có thể xem và áp dụng được vào trong công trình nhà mình ngay. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho HCG. Và cái thứ hai nữa là các bạn có thể là vào trực tiếp website của Kiến trúc HCG để chúng ta xem các cái mẫu nhà đẹp từ nhà phố, nhà vườn, biệt thự, lâu đài, để chúng ta có thể là nắm bắt được cho cái công trình của nhà mình như quý bạn nhé. Trên này có rất là nhiều các cái mẫu biệt thự rất đẹp để chúng ta có thể làm trong năm 2023, phải không ạ? Thế còn bây giờ thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý bạn về 10 cái tuổi làm nhà tốt nhất trong năm 2023 như quý bạn nhé. Để làm được một cái công trình vừa chuẩn về phong thủy này, kiến trúc này và tuổi thì chúng ta cần phải quan tâm đến rất nhiều các cái yếu tố khác nhau. Đầu tiên ý, là các bạn cần phải xét trên các cái yếu tố là bàn tay hoan ốc này. Một là chúng ta phải xét ở trên cái bàn tay hoan ốc. Hai là chúng ta cần phải xét ở trên cái bàn tay kim lâu. Thứ ba là chúng ta cần phải xét xem là chúng ta có phạm phải cái sao thái bạch hay không. Thì nam chúng ta phạm phải sao thái bạch vào những cái tuổi như là tuổi 13 này, tuổi 22 này, tuổi 31 này, tuổi 40 này, tuổi 49 này, tuổi 58 này, tuổi 67 này, hay là chúng ta có tuổi 76 và tuổi 85. Đó chính là nam chúng ta phạm phải sao thái bạch các quý bạn nhé. Đấy, nữ chúng ta phạm phải những sao thái bạch như là năm 17 tuổi, năm 26, năm 35, năm 44 và năm 53, và năm 62, năm 71 và năm 80 và năm 89 tuổi thì chúng ta phạm phải sao thái bạch. Đó, và chúng ta có thể xét trên các cái yếu tố là cái năm tam tai. Đấy, nếu mà chúng ta là thân tí thìn thì những cái năm tam tai của chúng ta sẽ rơi vào những năm là dần, mão, thìn như quý vị các bạn nhé. Giả dụ như các bạn mà sinh vào tuổi thân, ví dụ như là nhâm thân thì các bạn đang gặp phải tam tai vào những cái năm như là năm dần này, năm mão này, ví dụ như sang năm là năm quý mão chẳng hạn như vậy như quý vị các bạn. Và tuổi là dần ngọ tuất thì tam tai chúng ta sẽ rơi vào năm thân dậu tuất như quý vị các bạn nhé. Hoặc là chúng ta có cái tuổi hợi thì chúng ta cũng sẽ phạm phải tam tai vào những năm là tị ngọ mùi. Đấy là những cái năm mà chúng ta cần phải cân đối và tính. Hay là tuổi tị dậu sửu thì tam tai của chúng ta sẽ rơi vào năm hợi tí sửu như quý vị các bạn. Và còn một số các cái tuế như là tránh thái tuế vân vân. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Cường sẽ không hướng dẫn quý vị các bạn về cách cái tính hay là cách cái tra cái tuổi làm nhà. Mà chúng ta sẽ đi luôn vào cái tuổi nào đẹp nhất để làm nhà trong năm 2023 như quý vị các bạn nhé. Để trước khi đi vào cái video lần này thì ở trên trực tiếp cái phần mềm website của bên Kiến trúc HCG thì các bạn có thể là vào cái phần tra tuổi làm nhà này này. Đây các bạn vào phần tra tuổi làm nhà. Thì trên cái phần tra tuổi làm nhà này, Kiến trúc HCG đã tính toán và thiết kế ra để làm sao để phục vụ cho bà con ở trên 63 tỉnh thành như quý các bạn nhé. Đó, thì chúng ta có thể là nhập cái tuổi của chúng ta mong muốn vào. Ví dụ như chúng ta là sinh năm 1978. Đấy thì các bạn có thể chọn đây, các bạn có thể chọn là sinh năm 1978 ạ. Đó, các bạn là định làm nhà trong năm 2023, các bạn nhấn nút tra cứu ngay cho Cường. Thì trên cái bảng này của bên mình sẽ hiện ra luôn cho các bạn này. Gia chủ sinh năm 1978, năm sinh là âm lịch, là năm Mậu Ngọ, dự kiến khởi công làm nhà trong năm 2023. Ở phía dưới này này có luôn cho các bạn này. Gia chủ Mậu Ngọ cần tránh các năm tam tai, dự kiến năm 2023 tức là năm quý mão, như vậy sẽ không phạm phải tam tai nhé quý vị các bạn nhé. Một yếu tố rất là may mắn đấy các bạn. Thứ hai chúng ta cũng phạm phải thái bạch, đúng không ạ? Và
Năm 2023 gia chủ là 46 tuổi, là tuổi âm. Nếu tiến hành xây nhà sẽ phạm phải kim lâu thân nhé, tức là ảnh hưởng chính tức là cả bản thân quý vị các bạn. Đó. Và năm 2023 gia chủ 46 tuổi làm nhà sẽ không phạm vào hoan ốc. Đấy, là chúng ta đang có là phạm phải kim lâu và tam tai thì chúng ta không phạm phải, nhưng là một cái yếu tố để chúng ta xét là chúng ta có thể làm được nhà. Thế nhưng mà trong cái bàn tay hoan ốc hay là bàn tay kim lâu ấy, thì chúng ta thường thường có những cái tuổi này được với lại bàn tay hoan ốc nhưng mà lại không được với lại bàn tay kim lâu, thì mình sẽ phải kết hợp giữa hai cái tuổi đấy lại. Nếu mà cả hai cái tuổi đấy đều làm được nhà thì đấy là những cái tuổi mà đẹp như quý vị các bạn nhé. Đó, thì Cường đã tính toán ra và đã chia sẻ cho quý vị các bạn. Thì đây là cái bảng tra của bên mình, 10 cái tuổi nam làm nhà đẹp nhất trong năm 2023. Các bạn hãy lấy giấy bút ra để ghi ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tuổi năm nay là năm 2000, các bạn sinh năm 2007 thì các bạn năm nay là 17 tuổi, các bạn là sinh vào năm Đinh Hợi nhé bạn nhé. Và các bạn nào mà sinh năm 2005, năm nay các bạn 19 tuổi là các bạn là năm Ất Dậu thì làm nhà rất tốt. Và các bạn sinh năm 2004, năm nay các bạn 20 tuổi, các bạn là năm Giáp Thân như quý vị bạn nhé. Những bạn làm nhà tiếp theo ở đầu 9 thì chúng ta có 1998, năm nay các bạn là 26 tuổi, là các bạn thuộc năm Mậu Dần đó. Và các bạn sinh năm 1996 thì chúng ta sẽ được năm nay 28 tuổi, các bạn sinh năm Bính Tý. Các bạn được thuộc đầu 8 thì các bạn được tuổi làm nhà. Đối với bạn nam thì chúng ta có sinh năm 89, là năm nay các bạn 35 tuổi, Kỷ Tỵ nhé các bạn, Kỷ Tỵ ạ. Các bạn làm nhà thì các bạn có thể tiến hành ngay. Đây là cái độ tuổi đẹp nhất để chúng ta kiến thiết nên một cái công trình cho nhà đình nhà mình như quý vị bạn nhé. Và các bạn sinh năm 1987, các bạn năm nay là 37 tuổi, thuộc năm Đinh Mão nhé bạn nhé. Và bạn sinh năm 1980, năm nay các bạn là 44 tuổi, là năm Canh Thân. Đó là một trong những cái tuổi rất đẹp để chúng ta làm nhà. Và một cái tuổi nữa để làm nhà được, đấy chính là sinh năm 1978, năm nay 46 tuổi, là tuổi Mậu Ngọ. Và tuổi 1972, năm nay 52 tuổi. Đó, các anh chị vào 78, 72 thì các anh chị có thể tiến hành làm nhà. Năm nay anh chị cũng là 46 và 52 rồi, chúng ta làm nhà cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, còn các bạn trẻ mà từ 2007 này, 2005, 2004 thì đôi khi trong giai đoạn này các bạn mà đi làm kinh tế ở xa nhà thì các bạn có nguồn lực tài chính thì các bạn có thể nên kiến thiết cho gia đình nhà mình để báo hiếu cho bố mẹ, xây kiến thiết cho bố mẹ những ngôi nhà đẹp. Hoặc là chúng ta có thể tiến hành sửa chữa làm nhà, mua chung cư cũng rất là phù hợp. Như các bạn trẻ sinh năm 05, 04, 05, 07, 05, 04 và 98, 96 đó. Còn các anh chị sinh năm 89, 87, 80, 78 hay là 72 thì chúng ta tiến hành rất ok nhé các anh chị ạ. Tiếp theo thì Cường xin phép là chia sẻ cho các bạn nữ 10 tuổi, các bạn nữ làm nhà đẹp nhất năm 2023. Chúng ta có những cái độ tuổi nào để làm nhà đẹp nhất ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái độ tuổi là các em sinh năm là 05, 05 là năm nay 19 tuổi, 04 là 20 tuổi, 02 là 22 tuổi, là năm Nhâm Ngọ. Các bạn mà sinh năm 96 đúng không ạ, 28 tuổi Bính Tý, 93 là Quý Dậu. Và các bạn sinh năm 87 là 37 tuổi Đinh Mão, và 84 tuổi là năm Giáp Tý, năm nay 40 rồi, thì chúng ta có thể tiến hành và xây nhà rất là hợp. Còn trong cái độ tuổi mà nữ làm được nhà, các bạn nữ mà làm được nhà tốt thì độ 7 chúng ta có là 78 và 72, thì các anh chị năm nay cũng là 46 và 52 rồi nha quý vị và các bạn nhá. Thứ hai là chúng ta còn có các bác sinh năm 1996, năm nay 58 tuổi, là năm Bính Ngọ nha quý vị và các bạn nhá, là cũng là cái tuổi làm nhà rất đẹp. Thì vừa rồi Cường đã chia sẻ cho quý vị các bạn 10 tuổi nam làm nhà đẹp nhất năm 2023 và 10 tuổi nữ làm nhà đẹp nhất trong năm 2023. Để có được một cái công trình đẹp đó thì chúng ta cần phải quan tâm đến rất rất nhiều các yếu tố khác nhau để kiến thiết lên một ngôi nhà. Thì tại website của Kiến Trúc HCG có rất nhiều các cái mẫu nhà đẹp, các bạn có thể vào tham khảo. Hoặc là các bạn cần phải thiết kế làm sao để cho nó chuẩn hướng cũng như là chuẩn phong thủy. Và bên mình có thể là hỗ trợ các bạn về cái vấn đề là phong thủy, cũng như tính toán các cái tuổi và các cái tháng, các cái giờ đẹp nhất cho các bạn để làm một kiến thiết nên một cái công trình quý vị các bạn nhé. Còn bây giờ Cường xin phép kết thúc video tại đây. Cường xin hẹn gặp lại quý vị các bạn vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Kiến Trúc HCG. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào và lại quý vị các bạn video tiếp theo.